Hello, xin chào tất cả chị em đã quay trở lại với series tiếp theo của mình. Ngày nay thì mình đến đây thì mình sẽ chia sẻ cho em một cái phương pháp, chia sẻ cho anh em về một cái cách đánh ở trên bộ môn Sixball trên con TDC, là cách đánh theo những dạng cầu nhớ của môn Sixball này. Thì em cùng mình xem là cách đánh trên bộ môn Sixball là như thế nào nhá. Mang vào 15 củ quay đây. Hiện tại đang bật ở trên những dạng cầu xỉu đúng không? Về xỉu đánh xỉu. Xem nào. 299 8989 nếu như thế trên 2 đến 5 vẫn giữ vững cầu 5 rồi, ok đánh như vị 16 đấy. Thế nó mới đấy rồi, anh em cùng xem nào, đánh như vị 5 và đánh vị 16 đấy. Rồi, ok đấy, anh cùng xem nào, đây là mình đấy thôi, đây là mình đang phòng thôi nhỉ, phòng dừng thôi, đặt cược xem kết quả nha. Đấy chuẩn xác, ra vị xỉu rồi, nhưng mà vừa rồi lại xỉu 10, nó lại không ra vị 16 mà lại ra vị 6. Cũng ăn nhưng mà hơi 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 mất mát một tí ở kinh tế, lỗ mấy củ. Bắt đầu đặt cược. Năm 22, 622 ngược lại cầu mũi cầu xỉu thôi, bởi vì cầu này có khả năng rất là cao, còn nó sẽ đánh vào cái tâm lý của anh em là nó sẽ là gặp những dạng cầu lừa này. Em xem có đúng không nhé. Đây. Bởi vì mình sợ ấy, mình sợ cái cầu này nó đang nhớ cầu nhớ vị, sợ cái cầu này nó nếu mà đánh cái cầu tài nó sẽ nó lại bị nó bị sợ nó bị lừa cầu ấy, nên là thứ này phải đánh tiếp vào một cái cầu đấy thì lại xem anh em xem có đúng hay không. Đấy, xem nó có chuẩn chỉ hay không nhá. Còn gãy thì mình chấp nhận thôi, không sao cả nhỉ. Gãy mình chấp nhận bởi vì là cái dạng cầu này là nói chung là chơi thì nhưng đặc cư phải bám sát cầu của nó. Đúng gãy thật nhỉ? Đúng gãy thật. Thế thì mình nói với anh em là mình gãy mới chấp nhận đây. Mình gãy mới chấp nhận đây, có nói gì đâu. Đấy, đúng không anh em? Bởi vì trên những dạng cầu như thế này thì đôi khi mình đánh thì mình phải chấp nhận thôi, chứ không phải lúc nào cũng là chuẩn bắt chỉ đầu đâu. Đặc cư. Đấy, bởi vì là vừa rồi thì anh cũng thấy rồi, đúng rồi anh em. Đấy, nó thuận, nó rất là thuận. Nhưng mà đánh mình đang đánh trên những dạng cầu nhớ của nó, nên đánh nhiều lúc rất là gặp những dạng cầu mà nó không ok, gặp những dạng cầu mà nó khoai thì đương nhiên thì mình phải là chấp nhận một vài tay mất mát về nền kinh tế thôi, chứ không thể nào là đánh tay nào ăn được, đúng không anh em? Đấy, nên là đôi lúc và mọi lúc và mọi nơi thì có những cái dạng cầu có những cái vị mà nó không chuẩn thì mình chấp nhận gãy một vài tay, nhưng mà quan trọng là còn vốn thì vẫn còn gỡ được, anh hiểu chưa? Đấy, còn vốn thì còn gỡ, còn nước thì còn tát, anh hiểu chưa? Đấy, rồi bây giờ thì anh em cùng xem về cái kết quả đây, xem tay này xem nó có chuẩn chỉ, xem tay này xem nó có ok và xem tay này xem nó có hút tiếp không nhá. Đây em cùng xem về cái kết quả đây. Xem câu này thôi, mình chỉ đánh mỗi vị thôi. Nhưng đặc thì mình đánh mỗi vị 6 thôi. Đấy, không phải đánh mình nhiều. Hay là chưa? Ăn rồi. Đấy, tỉnh táo đúng không? Đấy, cứ từ từ với cái số 4 của mình mang vào, chắc chắn mà khẳng định luôn với tất cả cho em là vẫn sẽ có phải là có lãi, vẫn sẽ phải là có lời, không thể nào không bắt lời, đầu đặc cược nào không lãi được ở chế độ này đâu. Đấy, 6556 đây nhá. Hai vị cao 17 đến 18, 17 đến 16. Cao thế này thì vẫn đánh 6, không thể nào một cao thế này mà nó lại về cái vị trí được, đúng không anh em? Đấy, đây là tiếp tục đánh tiếp, có bao nhiêu đánh hết vào cầu rồi. Đấy. Tiếp tục nhá, tiếp tục vòng quay, nối tiếp vòng quay. Đấy. Để xem tính tiếp theo xem cầu như nào. Nhớ cầu nhớ vị là cứ đánh trong cái vị nhớ của nó, chắc chắn khẳng định là trả lời và là sẽ ăn. Em nhá, em chờ và đợi nhá. Đôi lúc thì những cái dạng cầu của nó không được chuẩn và đôi lúc những dạng cầu của nó sẽ bị sai, nhưng mà nhưng khi mà mình đánh mình luôn phải giữ vững cái lập trường, anh em thấy chưa, luôn phải giữ vững cái lập trường của mình. Ăn rồi đấy, đấy lên đến 16 củ rồi đấy, có phải là lời lãi hay không? Đấy, có phải là lời lãi hay không, đúng anh em? Đấy, bắt đầu đặt bởi cược. Bởi vì vừa rồi thì anh em cũng cảm nhận được, là về những cái phương pháp về những cái cách đánh là mình luôn là chuẩn chỉ và luôn là ok, đúng không anh em? Đấy thì bây giờ thì mình đánh tiếp vào một cầu lửa, cầu tài đây. Đấy, những cầu tài đây, em cùng xem nhé, cùng xem cho nó có ok hay không, và cùng xem cho nó có chắc chắn hay không, và cùng xem nó có rực rỡ hay không. Đấy, còn về mọi thứ, mọi lúc và mọi nơi thì nói chung là đánh theo những dạng cầu nhớ thì bao giờ cũng là ok, bao giờ là chuẩn chỉ, thế thôi anh em. Đấy, xem kết quả tiếp theo xem nó có chuẩn hay không nào, xem cái phương pháp tiếp theo xem nó ok không nhá. Đây em cùng xem đây,
9 8 7 6 5 4 3 2 1 mở nào. Dừng đặt cược. Xem nào. Đấy anh em thấy chưa? Ăn rồi. Đấy. À, có phải là đánh theo nhận cổ nhớ là ok mà có thể đánh theo nhận cổ nhớ là chuẩn không? Đấy, với số vốn ban đầu trong vào hiện tại lên được bao nhiêu? Là lên được là 20 củ 7. Là tuyệt vời đúng không anh em? Đấy, ở đẳng cấp thì vẫn cứ mãi đẳng cấp thôi. Đấy, có phải là phương pháp mình đánh chuẩn không? Đấy, đánh theo những vị nhớ là ok không? Đánh theo những vị nhớ là chuẩn không? Đấy, nếu như anh em chơi mà anh em không đánh theo vị nhớ, không đánh theo cầu của nó thì đương nhiên là anh em sẽ bị gãy cầu. Đương nhiên là anh sẽ bị gãy thế. Mới đầu anh em cảm thấy là mình đánh là mình gãy một vài tay, anh em cảm thấy là hơi khoai. Đúng chưa em? Ơ, khoai luôn, khoai thẳng căng luôn, đúng chưa em? Đấy, nhưng mà khi mà mình đã có lời rồi, mình đã có lãi rồi thì khẳng định với tất cả anh em về cái phương pháp về cách đánh của mình là anh em cảm thấy nó ok không? Nó chuẩn chỉ không? Đúng không? Đấy, đơn giản để chơi về trúng thưởng, đúng chưa em? Đấy, nếu mà nó không chuẩn chỉ, nếu nó không ok thì không thể nào là mình đánh từ cái số 4 còn có mấy củ thế mình đánh lên được. Mình luôn tự tin và mình luôn tự hào là mình đánh ở trên cậu bồn xích bọ trên con tê xê thì nữa chưa này. Không bao giờ có chuyện dừng đặt cược bất mát về kinh tế. Mình khẳng định luôn với tất cả anh chị em là mình đánh ở trên cái bộ môn này lúc nào mình cũng ăn, lúc nào cũng lời. Dám khẳng định như thế. Đấy, em hiểu chưa? Rồi thì bây giờ thì anh em bắt đầu đặt cược. Cầu ấy là cầu gì? Bởi vì cái cầu này là mình sẽ bỏ qua cầu này. Khi mà những cái dạng cầu không ok và khi mà những cái dạng cầu không chắc, không chuẩn thì là mình sẽ bỏ qua thôi. Đấy, mình sẽ bỏ qua thôi anh em. Mình thì bao giờ thì mình đánh theo những cái cầu nhớ của nó, đánh theo những cái dạng cầu gọi là bền hay những dạng cầu nhảy. Cứ nhớ đâu mình đánh cái cầu đâu đánh đấy. Đánh như thế thì nó mới gọi là chuẩn. Đánh như thế thì nó mới ok. Chứ còn nếu như mà đánh và chơi mà không theo cái dạng cầu này thì chắc chắn nhưng mà tất cả trẻ anh em có đánh có chơi gì nào nữa đánh xong chỉ thanh theo những cái cảm hứng cảm nghĩ thì không bao giờ anh em có thể chiến thắng và không bao giờ anh em có thể đỡ được ở trên bộ môn kickball ở trên con TNT thì nửa chơi. Em hãy cứ cảm nhận dừng đặt cược cách thức và những cái phương pháp hay gì mình đã chia sẻ với anh em đấy, em thấy chưa đấy, tại sao mà cầu vừa rồi mình bỏ qua? Bởi vì em sao? Bởi vì là cầu đấy không phải là ok, cầu đấy không phải là cầu nhớ rồi và cầu đấy đang chạy những dạng của mình rồi đấy, nó không chuẩn đấy. Bởi vì là hiện tại nó đang ở cầu tài bắt đầu đặt cược đứng tiếp thì đương nhiên là cái cầu đấy nó có là 50-50 còn những dạng cầu không chắc, những dạng cầu không chắc chắn thì đương nhiên là mình sẽ bỏ qua, mình sẽ không đánh được nhá. Rồi ok thì bây giờ thì anh em nhìn đây, với cái số vốn ban đầu mình mong vào thì hiện tại lên được là gọi 19 củ 9 gọi là 20 củ đấy, cũng lời được 5 củ như thế là cũng tuyệt vời rồi. Thì bây giờ thì làm sao, xin phép tất cả chị em kết thúc vào chỗ nãy thôi. Link của con TDC thì nửa chơi thì mình luôn kim cho anh em ở dưới phần mô tả, anh em vào đánh và anh em vào chơi ấn vào link nhá. Ok, xin chào và lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.